chiếc Citizen Rhythm của Nhật, có dáng độc đáo. Dây đeo này là bằng da thật. Gỗ thông rất đẹp. Bốn nút đồng. Mặt số bằng nhung. Nhung đen tuyền luôn. Còn cái viền số này là bằng kim loại. Đây là một chỗ, một lỗ để treo. Nếu các bác không muốn đổi cái kiểu, các bác muốn đổi kiểu thì có thể móc vào một cái lỗ treo này. Pin trung. Mặt số 20.